Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Thưa quý vị, thị trường vàng thế giới sáng nay giao dịch sôi động với giá vàng giao ngay tăng hơn 15 USD lên 2.351 USD một ounce. Kỷ lục quý biến động trong bối cảnh dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cho thấy các quỹ đầu tư vàng đã gia tăng vị thế mua vào hơn 194.000 hợp đồng. Thông tin này khiến giới đầu tư kỳ vọng thị trường vàng sẽ nóng lên, từ đó kích hoạt đà mua vào. Thị trường hiện cũng đang kỳ vọng vào báo cáo lạm phát quan trọng được công bố vào cuối tuần này sẽ làm thay đổi quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về thời điểm cắt giảm lãi suất. Đồng thời thì tình hình chính trị thế giới trở nên phức tạp cũng khiến các tổ chức tài chính tăng nhu cầu trú ẩn và kỷ lục quý. Chứ trong nước thì giá vàng SJC gần chạm ngưỡng 90 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn do các công ty SJC, P&G sản xuất đang dao động ở giá 76,4 triệu đồng một lượng. Sau đây là thông tin chi tiết. Trên thị trường Mỹ thì chỉ số USD Index đo lường biến động ở đồng bạc xanh giảm xuống mức 104,58 điểm, trong khi hầu hết các loại tiền tệ châu Á khác đều tăng từ 0,1 đến 0,4%. Đồng bạc xanh đã xác lập đà giảm theo tháng đầu tiên trong năm nay do các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để định hướng triển vọng lãi suất trong toàn cầu. Theo các nhà phân tích thì đồng USD chỉ suy yếu trong ngắn hạn, khi thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi PCE tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Đa số cho rằng chỉ số này sẽ dễ dàng tăng hơn dự báo trước đó, sẽ đẩy thời điểm Fed cắt giảm lãi suất tiến ra xa hơn. Còn trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD hiện ở mức 24.256 đồng. Tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.251 và 25.481 Việt Nam đồng đổi mỗi USD ở chiều mua vào và bán ra. Sau đây là thông tin chi tiết. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cái gì trúng nhiêu tiền? Úi, đất tài thanh, chào tăng thông độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.